Xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn là tô màu, những bức tranh, bức vẽ tô màu sao thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xúc thắng này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Còn đây gò mình ghiêm và cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn bạn nha. Mình xin ghiêm nè. Cái làm chị đồ hiệp hẹp phết đấy. Chửi nghe bên kia luôn, nhầm nghe. Như em đó, bị chửi đấy, đau phết đấy. Đã thấy còn trong video nữa. Video này, các bạn chửi cho các bạn. Các bạn là kiểu, anh em bốc phốt thằng này. Mâm quả, đánh ngồi. Nhiều khi tự nhiên mình lại được thắng và trong cái đấy cả bán cái giày. Bắt đầu nào. Let's go. Tóc cho nó màu đen nha các bạn. Cho nó mượt mẻ đi. Nhỉ, sắp tên nơi từ tóc dài giày. Chưa qua đầu gì đây. Mi xeo mi. Ai dạ. Có tên tư vụ khác của nó. Mình chả biết làm đâu giày thẳng. Cô Vinh xem đi. Đầu. Từ trước đến giờ em nó có nhượng một lần. Anh nhượng được rồi. Đi lại kiểu sao chúng mày chỉ nắng à. Sao tóc cứ đỏ đỏ ấy kìa. Bắt đầu nào. Lúa đỏ miền quê. Mẹ phải bảo anh Cường, không anh Cường cho quả tóc mẹ nổi nhất tên hôm nay luôn. Tóc đấy mẹ đi quả lại các em phải bâu luôn á. Anh bâu à. Bâu luôn cơ. Đi gái mẹ chầm trò. Vừa hôm anh Cường gửi cho quả tóc. Nó có tên gọn hơn rồi. Chưa có tên cụ thể nhưng mà nổi lắm. Máy tài Hải Phòng. Bọn đôi thì quả sơ bi. Cái xảo móc quả đáo rồi. Nhìn gì là cái nào. Xảo móc quả đáo móc cái cổ cái. Ấy à. Ui được chim ra. Cổ chút cặn ngay. Nó cặn đi nào. Hết sao được sao. Thua, mình mua thua nhìn nguyên các bạn ạ. Hào, cao thủ tiền chịu tiền phòng khác các bạn ạ. Video này đây là kết thúc các bạn nha. Mời các bạn tải những video tiếp theo nha. Bye bye. Nói đau họng quá là phải xin phép các bạn nha. Cho mà Nhi uống ngậm nước. Anh xin nhảy lên bán nước rồi. Chết đi. Mình chưa uống nước đấy bao giờ. Nước đấy gọi là nước gì? Sti. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình là mình Châu từ India. Shop của bán nước à? Công ty của bán nước nha. Anh em muốn uống thì 5k. Thế là khó. 5k. Bảo anh Cường lên mua cho em một cốc. Anh Cường không có đâu. Đến được cơm rồi.
u vào thật này. Nắm cái quỷ mình này. Ồ nhá. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong các bạn. Nếu các bạn thấy hay và đẹp trong cái này các bạn thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm để gửi tặng đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Chi tiết tô màu. Máy nóng, máy mất kiểm soát. Ê, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Không thể bình tĩnh được. Bình tĩnh thôi. Uống phạt hết rỗi luôn. Cháu phải xem tiếp. Mẹ áo của tôi cũng biết rồi kìa. Cũng biết được mà. Đi lộ một xe xay nữ. Cậu lắm với cậu Sơn. Cũng biết rồi. Tìm bước thổ xứng tầm với mày. Này sao mà này các bạn? Kim chân nè. Đào nó cái te nó không kiểm soát được đấy. Đến đến lúc mình cầm mắt rồi. Bạn này có bước một tán từ mình nguyên thì các bạn nực cười. Thật nực cười. Mình chờ bạn ấy bắn hết pin của mình đi rồi mình bắt đầu mình cầm mắt lại. Cầm mắt lại. Bắn dễ không? Một chắc là không vào được chết vẻ thua quá. Đến lượt cưng rồi. Ai à? Mùa không dùng nữa có tí. Ra thì tinh đấy. Ngon như đúng rồi. Người to. Nè, hai mẹ con lại compact này. Gì cái này giờ mới có 3 phút. Ôi đâu đây. Đây rồi mày. Ôi vậy ạ. Đùa. Vậy như vậy video của mình thì đây là kết thúc các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Đến lượt cưng rồi. Ra làm hớp trà đá cho nó. Cho nó xui bụng. Cho nó một lượt chết mẹ.
Thế thì nó cho mình màu bạc này, nếu cuối cùng tô ra màu gì nhỉ? Hello chào các bạn nha, mình tiếp tục chơi Kia. Màu bạc chả tô ra cái màu gì? Cho tô màu bạc cho nó tô trắng bạc thôi. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy em đẹp cho mình like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.